Em Hùng xin chào toàn thể tất cả bác anh tất cả anh em. Hôm nay em Hùng lại lên cho tất cả bác về chi tiết hai con bao USC đời mới 3000A. Đời mới 3000A thì có thể nói là cái đời lớn nhất của dòng đời MX nha bác nha, đời MX. Đấy, chưa thấy một con nào mà lớn hơn 3000A nha. Đấy, nó sẽ có 1500A rồi 2000A cho đến là 3000A. Còn đời 4000 thì nó sẽ có 1250 1600 2500 và 4000. Đấy. Còn 3000A thì cái đời là đời cao nhất rồi. Thì em về được là hai con. Hàng rất là đẹp cho tất cả bác, hàng tuyến chọn. Đó. Thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng con cho tất cả bác và các anh em theo dõi tham khảo về cái chất lượng sản phẩm. Đó. Về hình thức bên ngoài thì sản phẩm này có thể gọi là đẹp keng nha bác nha, đẹp keng. Đó, mặt mũi nó đây rất là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp nha bác nha. Hàng bãi như này mà về hàng được đẹp như này thì quá chắc rồi bác. Đó. Mặt trước nha, mặt trước thì sẽ có logo WC MX 3000A, model 3000A, công tắc nguồn này, đèn tín hiệu và cái volume chiếc áp. Có thể nói đời 3000A là cái đời tiệm cận của đời X 4000 nha bác nha. Đấy, X 4000, X 4000 thì nó sẽ có một cái đời giống y chang 3000A này. Đấy, về hình thức bên trong thì các bác thấy là hàng nó còn mới keng, rất là mới luôn các bác nhìn này. Tăng phô nó được bọc một lớp đồng bên ngoài có gió mọc nha. Đấy, và các bác nhìn nó còn xanh đét luôn. Đó, vàng long lanh. À, các bác nhìn quá đẹp luôn nha các bác nha, quá đẹp quá chắc. Dây bìa thì cũng còn rất là tánh, rất là mới. Về linh kiện thì các bác có thể thấy đây, linh kiện của nó thì quý mạch thì quá là chắc, đẹp như mới nha bác nha, quá đẹp luôn nha bác. Đời này thì con này nó sở hữu tụ sắt, tụ Nichicon đấy, 15.000 mi trên mỗi tụ nha, và nó sẽ sở hữu là 48 sò và 24 tụ. Đấy, 48 sò và 24 tụ nha bác. Đó, và hàng thì bác quá đẹp quá chắc nha. Bên em bao zin nguyên bản nha bác nha, bao zin nguyên bản, máy móc cho tất cả bác để bác an tâm. Sexy nó này, quá mới quá đẹp luôn nha bác. Con này thì nặng trên 30 kg nha, trên 30 kg. Ngoài đằng sau thì các bác thấy sẽ đường tiếng nhiệt đầu vào nó sẽ là 6 ly và chạm lo này đây, các bác thấy là nó còn quá mới luôn, quá mới. Đấy. QC Yoda nha bác nhá, Mỹ 3000A 1200W trên kênh 4 ohm. Nó 800W trên kênh 8 ohm. Và ở đây là điện là 230V, hàng Mỹ xuất Âu nha bác nhá. Hàng Mỹ xuất Âu. Đó, con này số seri là 1709 nha. 1709. Rồi, thì về giá thành thì em sẽ cân đối cho tất cả bác ở cái mức giá rất là tốt để các bác chơi. Đó. Thì con này về hình thức thì nó về cái độ đẹp thì nó thua kém con này một tí rồi nha bác nhé, thua kém con này một tí. Đó. Thì con này thì em sẽ có mức giá là 16.500.000, 16.500.000 nha bác nhé. Đó. Rồi, mấy bằng ai 16.500.000 là con này. Các bác nào lựa chọn thì alo cho em. Còn qua sản phẩm bên này thì con này thì nó đẹp hơn tí nha bác nha, đẹp hơn tí. Đó, da bìa thì sáng hơn, da nó sáng hơn nè. Đó, đời này đời tụ xanh, đời tụ xanh này. Đấy, các bác nhìn thấy này, quá đẹp luôn, quá chắc nè bác nha, tầng phô này. Đây. Cực kỳ là chất lượng, mặt trước nó này bác, cực kỳ là đẹp luôn, gọi là keng luôn á, trợ sứ là trứng tinh,
con này thì quá ok, quá đẹp, chất lượng luôn. Đó, về hình thức nó như vậy. Dòng này thì đây bác nhìn dây bể và nói chung là nó mới, cực kỳ là mới. Chạm lo nha quá nha, chạm lo bắp chuối machine thông dụng. Quá chắc. Rồi, con này thì về hình thức thì máy móc nhìn nó đẹp hơn con này một tí nha bác nhé, đẹp hơn con này một tí. Đó, con này thì em để cho bác giá là 17 triệu nha. Đấy, 17 triệu nha bác. Đó, đồng giá thì video hàng về đồng giá thì em báo là 17 triệu. Đó, nhưng mà về hình thức thì cái con này nó hơi kém, con này 9,5 thì con này 10, con này 10 thì con này 9,5 nha. Để nó nói chung là cũng như nhau thôi, và về hình thức thì đẹp thì nó sẽ cao hơn 500.000 tí. Đấy, còn con này thì em sẽ hạ giá xuống bán cho bác giá là 16.500.000 chứ không phải là đồng giá 17 triệu nha bác nha. Đó, con này là 17 triệu, con này 16.500.000 nha, bác chốt con nào cũng được. Đó, quá ok nha, cả hai con thì quy sơ băng A thì bên em chỉ có hai con này nha bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu chốt sản phẩm thì liên hệ cho Quốc Hồng qua số điện thoại là 0366 48 707, các bạn Zalo Facebook qua số đuôi 77 hoặc là 0393 1349 nha. Rồi, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở đây sau.